À, đang cắt vải tuyết à, đúng không? Thấy ở trên kênh của mình có mấy chị em đang bảo xem cái đồ kiểu như áo dạ, áo vẻ váy vải tuyết đấy. Thì tiện đây chia sẻ cho mọi người luôn này. Đây mình đang cắt là vải dạ tuyết nhé mọi người nhé. Kim tuyến đúng không? Đúng rồi, dạ tuyết kim tuyến. Dạ tuyết kim tuyến hay là dạ tuyết không kim tuyến thì nó có rất là nhiều loại. Ở đây mình đang cắt là dạ kim tuyến nhá. Mà cái sợi dạ tuyết này là cái sợi dạ mà mình rất là thích vì là vải nó không sổ tuột mà nó là sợi dệt pha giữa ánh màu 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 be hồng ấy, màu hồng này với lại màu đỏ cam và màu màu Đỏ mặt đỏ đúng mận, cho nên là nhìn cái màu sắc nó rất là nó hòa quyện, xong nhìn nó quyến rũ, nó vẫn là trẻ trung. Cái ánh kim tuyến nó bắt ánh sáng, cho nên là cái này lên lên váy dự tiệc cũng rất là đẹp. Mình đã từng lên những cái váy dự tiệc có nơ, có tim, dáng a, có nẹp, có cúc rất là xinh. Còn bây giờ mình đang lên cái dáng váy này, cái dáng váy váy xòe ấy, có túi nó. Cái này mình sẽ xếp một ly và nhún xung quanh vòng eo, bởi vì là cái chất này nhá, nó rất là mềm. Mọi người không chỉ lên măng tô, không chỉ lên áo vest và có thể lên được váy xòe, váy chữ A và váy dáng, dáng váy bút chì. Nhưng mà cái dáng bút chì này đặc biệt với mình không cần phải ôm quá đâu, vì bút chì nó cái chất này lên nó rất là đứng, cho nên mình có thể mặc nó thoải mái một tí là được. Cái này mọi người nên mặc có lót nhá, vì dạ kim tuyến này nó có độ dặn, cho nên là mình mặc có lót, chứ mình đừng mặc loại mà nó không lót thì nó rất là ngứa và khó chịu. Đấy là cái nhược điểm, nó cũng là một cái ưu điểm khi mà mình mặc lên nó có hai lớp thì nó giữ được form dáng sẽ tốt. Nên chị em có thể là may may váy dáng dáng suông, dáng chữ A, dáng bút chì ở bên trong, mặc với măng tô với vest cổ rất là đẹp. Mà khi nào mình lên cái dáng váy nên mình sẽ quay và chụp cho chị em nhìn. Ở đây nó có nhiều màu lắm, ở đây có mỗi cái màu đỏ này, là màu đỏ cam này, là cái màu mà pha kim tuyến này. Ví dụ như màu hồng này, có sợi kim tuyến nhưng nó mờ hơn. Đây cái này nó có sợi kim tuyến nhá, có sợi kim tuyến nhưng nó mờ hơn. Còn màu này là không có sợi kim tuyến, pha giữa cái màu gọi là màu màu lạc đà với màu trắng kem rất là xinh này. Cái màu này lên cũng rất là ngọt nhá, nên là màu màu be hồng. Màu này cũng đẹp này, màu này cực kỳ tôn da, nó pha giữa rêu mà vàng vàng chanh nhỉ. Hay màu này nhá, Màu thêm một đẹp. cái màu màu be rêu trong này, màu rêu này, màu màu vàng chanh này, nhìn rất là nhiều màu hòa hợp và nhìn rất là tôn da luôn. Thế mình đang lên bằng này, màu toàn bộ là váy hết. Chắc màu đỏ, màu vàng đấy là nhiều người cắt đúng không? Đây ba cái màu này là ba màu mà rất là nhiều người thích. Màu này đẹp này, màu này cắt nhiều luôn. Màu đỏ thì thường thường mọi chị em mà nếu như đến môi trường công sở thì hay hay, hay tránh cái màu đỏ một chút, nhưng như là ứng dụng như là đi tiệc tùng đám cưới hay là tết Sắp nhất Tết đến nơi đấy, rồi thì đúng sắp không? tết đến nơi rồi, 3 thì tuần cái màu nữa đỏ Tết. cũng là màu mà nhiều người cắt. Bởi vì trong cái dịp này, ví dụ như những cái ngày như là 20 tháng 10, mùng 8 tháng 3, ngày tết, rồi là tiệc tùng đám cưới, thì màu đỏ vẫn được ưa chuộng. Còn lại thường thường màu đỏ thì ít chị em lựa chọn đến môi trường công sở lắm. Thì nhưng mà nó lại ứng dụng, cho nên trong tủ đồ chị em không thể tránh, không được thiếu được cái màu đỏ. Màu đỏ và cái màu màu vàng á, nó cực kỳ tôn da luôn, cho nên chị em cũng rất là thích. Hai nữa là màu vàng này pha màu cốm nên nó lạ, nó khá là lạ nhưng nó lại tôn da nữa. Cái màu này cực kỳ là xinh luôn, nhưng mình cắt rất là nhiều mà nó dễ phối đồ vô cùng. Nó đi với màu đen cũng được này, nó đi với màu kem cũng được này, đi với một cái đôi bốt màu màu nâu da bò cũng đẹp này, cực kỳ đẹp luôn. Có nghĩa là rất là dễ đi, cho nên là chị em cái màu vàng này vô cùng ưa chuộng. Mà cái chất này nó còn mềm nhưng nó không có sợi kim tuyến, thì ví giả sử như là mình may váy mình không cần lót tay cũng được, bởi vì cái này nó không có sợi kim tuyến nên phần tay nó không ngứa. Còn lại đối với dòng kim tuyến này thì mình đã lót thì mình phải lót tất cả tay lẫn nông, cả tay lẫn thân, chứ nếu mà không lót thì mặc sẽ không chịu nổi đâu, vì là nó sẽ cọ vào người và cảm giác ngứa. Thế đấy là cái mà nếu như mà ai ấy mà hay có mẫn cảm với cái loại chất liệu mà nó làm cho mình bị da mình mẩn và ngứa thì mình phải lưu ý tránh cái dòng kim tuyến, hoặc là người ta phải lót thật dày mình mới có thể mặc được. Cái đấy mọi người phải lưu ý nhá, chỉ vậy thôi. Ai có nhu cầu mà đặt máy ấy, thì chị em liên hệ với mình qua số Zalo 0984004193 hoặc là Facebook Thời Trang Thủy. Mình sẽ tư vấn một cách cụ thể về màu sắc, về chất liệu, với cái form dáng như nào phù hợp với chiều cao và cân nặng của mỗi người nhé.